Hello, người anh em cho tôi xin 15 giây nha. Hiện tại tôi mới lập cái bốc chat thông báo lịch live và những việc quan trọng. Nếu anh em nào muốn tham gia thì ấn phần mô tả hoặc là phần ghi tiêu sử nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe cho tôi nha. Alo. Alo, alo, alo. Em chơi nữa không? Chơi thêm phát lửa đi anh. Ok. Anh chỉ đọc giải thưởng cho ABCD và bạn Minh Cường trước. Nếu trận này em top 1 từ 5 kill đến 6 kill 1 triệu, 7 kill tới 10 kill 2 củ, 11 kill 3 củ, 16 kill 5 củ, 21 kill 7 củ, 26 kill 10 triệu. Còn bạn bé tin top 1 từ 5 kill đến 6 kill 500, 7 kill tới 10 kill 1 triệu, 11 kill 2 triệu, 16 kill 3 triệu, 21 kill 1 giắc. Ok chưa? Ok anh Gấu à. Tụi em chuẩn bị đi. Bạn nào đá chim giết được ABCD, Minh Cường và team này, tôi sẽ tặng 3 slot chương trình Ai Là Vị Phú. Quá ghê thiệt. Hôm nay mới thấy cảm thấy sợ đấy. Xem sự bốn bắn lối bắn hô Mỹ, còn thằng này bắn lối bắn chuyên nghiệp. Cho nên là khi các bạn đá chim đấy, anh em chú ý là phải 4 người đi chung mới ăn được, hoặc là phải chìa khả nó ngay khu vực cổng trời đấy. Không đơn giản nó đâu. Ghê thật sự. Thằng này cập nhật beta nhanh ghê không nổi. UB mới ra đấy, tức thì mà nó cập nhật nhanh ghê không nổi. Rồi chúng ta vào luôn nào các bạn ơi. Anh em chuẩn bị chưa? ABCD chuẩn bị chưa em ơi? Dạ ok anh Gấu ạ. 1, 2, 3, phó đâu. À căng thật sự. Căng thật sự. Đúng quá, trận này xấu thì thích. Ai đã chim vậy? Đúng quá, không thấy ai đã chim trời. Đúng quá, tao thấy cái gì đâu vậy? Má sao căng người? Cặp mối cặp chặt beta đây mà căng dưới ta. Không bố rồi. Ok, ABCJ sẽ bước qua trận thứ hai của chương trình A Là Vị Phú các bạn. Chúng ta cùng coi nào. Một người phá kỷ lục năm 2023 ở chế độ solo squad. Nhưng mà chú phá qua kỷ lục C4. ABCD 21 kill, C4 27 kill ở map đảo thiên đường. Việt Nam tới giờ hôm nay vẫn chưa ai phá được kỷ lục của C4. Nhưng mà gần phá được kỷ lục thì chỉ có ABCD thôi. Còn một người ngày xưa bắn top 1 15 kill thì bị khóa ảnh rồi. Bởi vì tố cáo quá nhiều. Do bị tôi dìm anh em. Nói chung là Việt Nam thì mới có 3 người thôi, chứ chưa có nhiều. Ngày xưa có ông Cún Vũ Trụ tấm 1 12 kill solo squad. Nghỉ game rồi. Và tiếp tục. Mình chết đây. Từ từ các anh em ơi. Mình từ từ các bạn. Xài rớt mới chết đây luôn. Xài rớt nhiều ghê. Bắn đi em ơi. Hay quá em ơi. Bắn đi em. Bạn nào kêu được team của ABCD, tôi sẽ tặng 3 slot cho nó là Vị Phú. Má nó bù xù nữa, nó ra đâm hồn, rồi ghê quá anh em ơi. Chặt quá. Rất hồi hộp các bạn. Rất hồi hộp. Những cái trận này mà anh em không xem thì nó hơi phí cuộc đời của mình chơi game Free Fire. Anh em 4 người đi chung đi. Anh em 1 người anh em không ăn nổi đâu. Thử quá, danh dự của anh em luôn. Một người anh em không bao giờ ăn được nổi nó. Đừng nói chi là anh em ăn ba người. Một người anh em không bao giờ ăn được thằng ABC đâu. Hay game. Mà buồn chết rồi. Chết thật vậy. Ok. Còn một ơi, còn một ơi. Còn một ơi, ơi. Còn một ơi. Còn một nữa các bạn ơi. Còn một thôi. Nó đang chạy đi hồi sinh các bạn. Nó đang chạy đi hồi sinh. Chỉ còn một người thôi. Ai kêu được thằng này sẽ nhận được 3 số trên lá chị Phú. Chạy đi hồi sinh rồi, chạy đi hồi sinh rồi. Hồi sinh lộ mấy gấu luôn. Hồi sinh lộ mấy gấu luôn. Vô rồi, chị đây hồi sinh rồi. Thằng này bắn cũng khá là tốt. Nó đã hồi sinh 50 giờ ở khu vực thung lũng anh em nha. Thằng ABCD chạy đi dậm xu rồi. Chắc chắn 100% là thằng ABCD chạy đi dậm xu rồi. Vô này anh em đá chim qua là anh em lấy 3 slot cho đây là Vị Phú luôn đây.
Bây giờ anh em đá chim qua là anh em lấy 3 slot nhìn ra là diệu phú luôn. Thằng ABC chắc chắn 100% là sẽ đi dầm xu rồi. Đồ xin đồng minh khen chạy rồi. Đồ lên xe chạy rồi anh em ơi. Má lên xe chạy tôi bắt đá vô luôn chứ còn gì nữa. Lên xe chạy rồi. Khá là căng. Xin nhắc lại giải thưởng của ABC và bạn Minh Khang. Top 1 từ 5 kill đến 6 kill 1 triệu. 7 kill đến 10 kill 2 triệu. 14 kill 3 triệu. 16 kill 5 triệu. Cảm ơn Linh Tảo nhiều. 21 kill 7 triệu và 26 kill là 10 triệu. Hiện tại ABC chỉ có 1 kill thôi. Alo. Xuống bùi mà anh mơ bọc tả coi. Ý là làm gì hỏi chi trời. Rồi là qua đây anh em, qua đây, nó yếu bóng rồi. Chỉ là kia trước. Anh em đừng. Hay. Ủa thằng này nó lên trên đây à. Thằng này lên trên đây à. Trên đây có thứ kêu không anh em? Thằng này lên trên đây à, lên trên đây là đi đâu đây? Bây giờ qua bên Cường trước. Anh em qua bên Cường là đẹp. Bây giờ anh em qua úp thằng Minh Cường này là đẹp. Giờ anh em đang chơi tuyệt chiêu là ba dách ba nơi rồi. ABC hiện tại di chuyển qua bên chỗ Minh Cường rồi. Ok hay lắm em ơi. Xuống đi em, xuống đi. Rồi ok. Đối diện em ơi, hai người nha. Khá là cáo rồi. Nó qua rồi, nó qua hai thằng rồi em ơi. Anh nghĩ là em nên lui về đi. Hay quá em ơi. Còn thằng nữa em ơi. Không gạt được rồi. Má không gạt được. Bác gấu mất tiền. Má không gạt được thôi. Bây giờ chỉ còn gạt nữa là xong rồi. Hay rồi. Nhưng mà em đi ba người tới chứ em đi một mình em làm sao em thắng được. Không bao giờ có đi thắng được không em ơi. Anh nói thẳng với em luôn. Ở Việt Nam này đến thời điểm hiện tại trong mắt lớn nha. Chứ còn nó mắt nhỏ, mắt nhỏ thì giờ hát hay nhiều. Trong mắt lớn tới thời điểm hiện tại mà để mà em ly được thằng ABC và cái tem này đấy. Thì em phải đi 4 người. Em phải đi 4 người. Đừng có nói là một mình thằng C4 mà đi vào đây solo squad mà gặp mấy thằng này thì cũng xong rồi. Anh phải nói thật như thế luôn. Go for the arsenal. Không biết là vài bữa nó 30 tháng 6 đây thằng này chung kết đại chiến quân đoàn bắn như thế nào. Anh em nhớ là ngày 30 tháng 6 vào lúc 5 giờ chiều chúng ta coi chung kết đại chiến quân đoàn các bạn nha. Chúng ta coi chung kết đại chiến quân đoàn để chúng ta coi thử ai vô địch và chúng ta kiếm một người về WG các bạn. Từ 1 tới 2 người. Anh em nhớ tới ngày đó giùm tôi cái. Sau ngày 30 tháng 6 thì chúng ta sẽ có một cái giải là ngày 4 và ngày 5 trước khi tôi đi Ả Rập. Là cái giải đó gồm WG Heavy, BU Sport và Flash và Gao. Giải tôi tổ chức luôn anh em ơi. Tổng giải thưởng trị giá là 40 triệu đồng. Để nói chung là kiếm người về WG. Cùng với 6 team đại chiến quân đoàn, 1 star và team của thằng Ma Gaming. Tôi đang sợ mà anh em yêu kể chuyện gì anh em. Người tôi đang rất là lạnh các bạn. Tôi rất là lạnh luôn. Tôi thật với anh em là chỉ có thằng này và thằng C4 mới làm cho tôi có cảm giác này trong chương trình Ai Là Diệu Phú thôi. Tôi chơi chương trình Ai Là Diệu Phú nhiều lắm rồi. Tôi chơi rất là nhiều rồi, 3 năm trời rồi. Rất nhiều trận đấu rồi. Nhưng mà chỉ có thằng này và thằng ABC là nó làm cho tôi thấy có cảm giác sợ thôi. Anh em không nhìn thấy phía dưới tôi đâu. Nhiều lúc bây giờ đá. Đang sợ anh em ơi. Sợ gì bác? Sợ mất tiền cái gì mày? Hỏi gì kỳ mày? Hỏi gì kỳ vậy? Ba người đi chung nha anh em nha. Anh em tuyệt đối đừng đi lẻ các bạn. Anh em tuyệt đối anh em nghe tôi đi. Anh em muốn có 3 slot nhìn ai là gì bố. Anh em đừng đi lẻ. Không được đi lẻ. Bazooka nét anh em ném vào. Hiện tại tụi nó có cổng rồi đầy đủ trong đây rồi các bạn. Tụi nó có ống chích rồi đầy đủ rồi đây. Cái thằng này á mà ngày xưa nó bắn theo phong cách highlight đấy thì nó còn sơ sẩy. Nó còn sẩy chân để nó chết. Bây giờ nó chuyển qua phong cách chuyên nghiệp rồi, nó sẽ là một cái phiên bản khác. Anh em đừng ai đá like để cho Tổ Yến tài trợ chương trình này. Bác mèo mất tiền ha ha ha. Ha ha, con bà nhà mày chứ ha ha. Bố mày.
Anh em nhớ 6 giờ chiều ngày 5 giờ chiều ngày Chủ nhật tuần này anh em nhớ vào cổ vũ chung kết đại chúng của đoàn nha anh em nha. Và anh em tại vì cặp mắt của người nhìn bên ngoài thì họ sẽ hay hơn. Thì lúc anh em nhìn thấy thằng nào hay hay. Capturing the revival point. Double kill. Không có skin luôn, không xài được skin luôn nữa. Mỗi người 2 kill các bạn. Triple kill. Need equipment. Need equipment. Anh em mà đi lẻ là anh em không ăn nổi đâu. Nói thật với anh em cứ đi lẻ anh em không bao giờ có ly ăn luôn. Không bao giờ có ly ăn được các bạn. Chỉ còn một kill nữa thôi là ABCG sẽ có cho mình hai triệu đồng. Đi lẻ thế này không ăn được rồi. Thế này làm sao ăn được các bạn. Thế này anh em tới bút kill được đó. Anh em qua bắt kill để team tôi có tiền ra hứa chơi cây cây cây. Tao lại mày nọ mày hạn chế tao hài tao ra nha mày. Á à, mày ra quỷ. Anh mèo cho em hỏi A-Receiver sao em chiếu mang hình bị chậm âm lát mặc dù mua bản quyền rồi ạ. Kỳ em. Ủa mà bữa nay còn giá server em. Bữa nay A-Receiver làm gì vậy? Không. Need equipment. Bữa nay nó có tự liên kết TikTok live mà A-Receiver chưa đúng nổi. Bữa nay ai xài A-Receiver? Em donate 300 rồi lấy sức mà nó không hiệu A gấu ơi. Ok xuống anh kiểm tra anh các bạn à. Em yên tâm đây. Được rồi mấy kia rồi em ơi. Sao đi lẻ không mà chở? Đúng sao anh em đi lẻ không mà chở? Tuyệt trần MYYT đã gửi người giúp cháy lưới cho Mr. Quẹo Kiêu. Cảm ơn mày nhiều nha. Tao muốn liên chỗ mày em để mặc đồ ghê. Đó mày nha, mặc đồ cháy gì em. Need equipment. À, sao đi lẻ không mà chở? T-MYYT đã gửi 11 suất cháy lưới cho Mr. Kẹo Kim. Cảm ơn My nha em nha. Trời ơi My ơi mặc đồ đỉnh chứa em. Điều chuyện anh em rồi. Em lễ không ơn. Cường có thằng Minh Cường 7 kill rồi. ABC là 7 kill rồi. Nhà rồi anh em ơi. Thôi. Chủ nhà thế này xong rồi. À, này khoang quá. Bác ơi, cháu muốn gì bác quá. Cháu có đi một người thế này thì làm sao anh em ăn được ta? Còn đi một người thế này thì làm sao mà anh em ăn được cháu? Trời ơi là trời. Còn đi một người thế này thì làm sao anh em ăn được trời? Đồ. À, xong rồi. À, cay không rồi. Còn đi một người thế này làm sao ăn được chỗ. Chọn xuống rồi. Đồ xong rồi. Cũng dịch chuyển ở đây. Ghế đâu. Killing spree.
chưa? Để ván sau em bắt kêu cho bác mất mì có con tôm hùm, hai quả trứng đà điểu. Rồi mấy sau đó không chơi nữa đâu. Bảo toàn tỷ số rồi. Ủa tao bồ rồi nè, tao bồ rồi. Tù quá, xong rồi. Xong luôn rồi. Need equipment. Má nhường kêu cho Minh Cường rồi. Mình muốn nhường kêu cho Minh Cường để Minh Cường lấy tiền rồi. Nhường kêu rồi, nhường kêu rồi. Nhường kêu rồi. Head there. Need equipment. Đồ. Sao ngồi? Chắc nhầm nó bỏ con kia để nó nhường kêu cho Minh Cường nữa. Cái này cho nó nghỉ rồi. Ờ. Ý gì vậy? Ý gì vậy mày? Ý gì vậy mày? Ý gì vậy? Ý gì hả? Thanks. Ý gì vậy? Đồ. Nó dùng kia cho mình được không? Need equipment. Cũng dịch chuyển ở đây. Đi trong này rồi. À, cái ô bề mới này em có đá chim không? Không. Là chỉnh em không táo thôi. Quá hay. Hay. Chín mươi chín phần trăm là thằng này sẽ dừng lại rồi. 99% rồi. Em chơi được không ABC ơi? Alo. Dạ mai em đi thi tốt nghiệp không chơi nữa đâu anh Gấu ơi. Thì bây giờ anh sẽ bây giờ anh sẽ đọc giải thưởng thôi, còn em có chơi hay không tùy em, được chưa? Ok. Nếu em mà với Minh Cường mà chơi nữa thì top 1 từ 5 kill tới 6 kill là 5 triệu đồng. 7 kill tới 10 kill là 7 triệu đồng. 11 kill là 10 triệu đồng. 16 kill là 15 triệu đồng. 21 kill là 20 triệu đồng. 26 kêu là 30 triệu đồng. Em chơi được không? Dạ thôi, em đủ rồi, em biết điểm trật mà. Rồi, lâu lên chơi, chả hỏi anh Gấu xíu mà anh Gấu gì đâu. Nghĩ ra được rồi, nghĩ thôi anh Gấu ơi. Ok, hay. Em là người thứ hai sau C4 nhận được giải thưởng rất là cao từ chương trình hay là Diễm Phú. Tổng giải thưởng mà ba đứa nhận thì bạn kia không đủ kêu đúng không? Em đang ở trong ứng dụng đỉnh cao để em nói chuyện với nhau à? Em vô Discord rồi nè. Em đang nghiên cứu của chương trình hay là Diệu Phú rất là kỹ để em chi kêu đúng không? Bắt đầu anh, em bánh bữa. Bữa thì không thể nào mà chuẩn như thế được. Mỗi người nhận được 3 triệu đồng, hai người nhận được 6 triệu đồng. Bây giờ anh trao thưởng cho ai đây? Dạ anh trao cho em nè, để em chia cho bạn nói không? Rồi em nhắn tin qua liền cho anh đi, anh sẽ chuyển ngay trực tiếp trên livestream luôn. Dạ anh Gấu. Bảy năm tự hào refi thôi nào. Ủa em ok hay được.
Hay. Wow, thì biết im dần là tốt đấy em ơi. Đôi lúc mà tham lam quá là cũng không có được. Ok, bây giờ mình sẽ CK cho bạn ABCD để tránh nhiều cháu nhỏ bảo là content này kia kia nọ. Tôi không thích. Em đâu rồi? Chơi nữa anh Từ từ đố em đứng yên phe đây. lái. Không, tôi không tí đái đâu. Nếu mà em dám chơi nữa thì bây giờ em chơi. Em dám chơi nữa không? Anh ra kèo cho em chơi nè. Kèo rất là thơm luôn. Chỉ còn ba đứa tấm một thôi. Anh tặng cho ba đứa mỗi thằng 5 triệu, 5 triệu. Không còn kêu, được không? Thôi em không núp rồi đâu. Kèo này cũng thơm đâu. Có một thì khó khó không? Giờ này vô trận ba đá nhiều lắm. Không cho đâu. Lộ vốn á. Anh đen ơi anh đen, mẹ em chửi nghỉ đi. Thôi mẹ em chửi à? Ok em ơi, nghỉ 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 anh có ơi. Từ từ đứng yên đó đi, anh trao thưởng xong rồi muốn làm gì làm, cho anh em coi cho dễ không anh em nói lung tung. Đây bật cam lên to cho anh em coi cho dễ rồi, kiểm tra đi ABC ơi, cô nhận được chưa? Dạ em nhận được anh đúng không? Được rồi. Đây mất 6 dạ. củ mà mặt Cảm ơn nhăn cậu như nha. đờ ít khi Đây các bạn coi này, rõ rõ ràng chưa anh em, cây cây 6 triệu đồng này các bạn nào. Úi lộ, đụng cái lộ. Úi lộ gì vậy, chúng mày dễ sập là chim gì má dở dữ ta, lộ gì rồi của nó. Ủa chắc không sao rồi, ok được rồi. Ôi cảm ơn ABCJ, nhưng mà sao em chưa chưa em chưa có phá được kỷ lục của C4 à, sao em không phá đi? C4 vừa rồi nhậu 17 triệu mà. Ôi, kỷ lục của C4 là bất diệt rồi anh, em kỷ lục của em giữ rồi. Ok. Thôi tạm biệt ba đứa. Anh cảm ơn gót nha, chào anh gót. Hay. Mỗi chương trình ai là triệu phú ra thì cũng có phải người chinh phục được và có người không chinh phục được. Đó là quy luật của một trò chơi. Đúng không anh em? Ok.